Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những cái câu chuyện cũng như là những góc nhìn thú vị xoay quanh nhịp thở của thị trường DeFi. Đồng hành cùng với mình trong DeFi Discussion lần này là một gương mặt, một vị khách mời đã quá quen thuộc với chúng ta trong suốt cái hành trình của cái series này rồi nè ha. Rồi hello anh Poseidon, chào mừng anh đã đến với DeFi Discussion tuần này. Xin chào Nguyên, rất vui khi được gặp lại Nguyên cùng với tất cả anh em trong một tập nữa của DeFi Discussion. Chắc là nếu như mà anh em theo dõi những cái tập gần đây của DeFi Discussion á, đặc biệt là cái tập mà nói về những cái sàn DEX á, những cái tập gần đây thì nó rơi vào một cái giai đoạn mà thị trường nó cũng đang khá là trầm lắng. Nó cũng không quá là sôi nổi. Các cái trend như là restaking hay là những cái restaking hay là staking á, thì những cái airdrop nó cũng đã dần nguội, có thể gọi là 3-4 tuần gần đây. Thì cũng trong cái tập mà hai anh em mình có ngồi nói chuyện với nhau về cái chủ đề DEX á, thì chắc là anh Poseidon cũng có một cái cũng có nêu lên một cái điểm, đó là đâu đó chúng ta nên quay về những cái thứ nền tảng, những cái thứ cốt lõi nhất, và nhìn các cái sản phẩm, các cái dự án DeFi giống như là một cái công ty, một cái mô hình kinh doanh, và nhìn sâu vào cái bản chất của các cái sản phẩm gì nhất, thay vì là chúng ta cố gắng chạy theo những cái xu hướng, những cái trend. Thì các cái trend trước đó thì bây giờ nó cũng đã tạm lắng rồi. Thì trong tập tuần này chúng ta sẽ dành thời gian nói về một cái mảnh ghép khác, không phải là DEX nhưng mà nó cũng rất là quan trọng và nó có một cái vai trò hết sức là nền tảng cho một cái hệ sinh thái. Thì tuần này chúng ta sẽ dành thời gian để nói về các cái sản phẩm lending và nói về những cái xu hướng mà có thể nó sẽ diễn ra với cái mảng thị trường này. Vậy thì đầu tiên là cái câu hỏi cho anh Poseidon á, là chúng ta thấy các cái sản phẩm trong mảng lending hiện tại thì nó manh nha một cái xu hướng là multi-chain, tức là xây dựng các cái nhánh sản phẩm ở nhiều chain khác nhau, và thậm chí là đâu đó có một vài dự án họ làm cả cái mảng là cross-chain nữa, tức là đứng ở cái chain này thế chấp tài sản mà có thể vay được những cái vị thế ở các cái chain kia, các cái chain còn lại. Vậy thì theo anh Poseidon thì đâu là cái lý do cho cái xu hướng này, và nếu được đưa ra những cái gạch đầu dòng đáng chú ý về cái từ khóa cái xu hướng này thì anh Poseidon sẽ nhấn mạnh những cái chi tiết nào? Thì như Nguyên nói đó, thì anh em có thể hiểu đơn giản là multi-chain là phát triển theo hướng đa chain ha, tức là phát triển đưa sản phẩm lên nhiều chain khác nhau, và cross-chain nó là một cái bổ trợ thêm, tức là anh em có thể dịch chuyển tài sản giữa các cái chain, và đồng thời nâng cấp hơn một chút nữa đó là vay và thế chấp tài sản giữa các cái chain với nhau, trong dĩ nhiên là sẽ chúng ta đang nói trong bối cảnh của một dự án. Thì cái việc mà các cái dự án lending nó phát triển theo cái hướng multi chain và đâu đó là thêm cái cross chain này thì thực ra nó không có còn quá mới, và gần như đây là cái xu hướng chung của tất cả các cái dự án liên quan đến DeFi trong cái thời gian khoảng một năm độ lại đây. Thì cái này nó xuất phát từ một số cái nguyên nhân, đó là đầu tiên thì anh em thấy là đang có quá nhiều chain nó đang được xây dựng và nó phát triển ngày một cạnh tranh với nhau hơn, thì bắt buộc các cái giao thức những cái nền tảng như là DEX hay là lending nó cũng buộc nó phải scale theo để mà nó có thể nó tiếp tục nó chiếm lĩnh thị trường, nó thu hút người dùng, nó thu hút tin khoản và nó phát triển dự án đi xa hơn nữa, vân vân, và kiểu như vậy. Thì nói chung nó kiểu như nó là cái xu thế tất yếu của thị trường, nó bắt buộc nó phải như vậy. Và nếu như mà cái dự án nào mà nó quá kiểu nó bảo thủ và nó chỉ kiểu tao là số 1 của trên này được rồi, tao không cần phải lên thêm trên nào khác, thì dần dần cái market size và cái người dùng nó sẽ bị thu hẹp lại, bởi vì anh em có thể thấy là cái dòng tiền nó sẽ rất khó để mà nó trải đều, đối với tại thời điểm hiện tại nhé, nó rất khó để nó trải đều ra toàn bộ trên, và thông thường nó sẽ ở một số cái trên khi mà nó có những cái trend hay là những cái cú nhảy vọt liên quan đến hạ tầng hồi sinh thái, ví dụ như đợt rồi thì là Solana hoặc là Base gì đó, thì nó sẽ tập trung vào một số cái trên đó thôi. Chính vì vậy nếu mà không có một cái kiểu như là một cái chi nhánh á ở trên những cái chain như vậy
sẵn sàng thì những cái dự án nó có thể bị bỏ qua rất là nhiều cơ hội để mà phát triển. Thì đó là cái lý do chính luôn đó, chứ không đầu tiên gì hết. Thì cái thứ hai mà mình muốn nói đó là thực ra thì phát triển multi-chain và cái cross-chain thì nó có rất là nhiều ưu điểm, mà ưu điểm lớn nhất như mình đã nói rồi thì đó là giúp cho cái dự án nó phát triển ở nhiều nơi hơn và nó có thể scale một cách tốt hơn và toàn diện hơn. Ví dụ như anh em có hình dung như kiểu mà cái chuỗi KFC chẳng hạn, ban đầu thì nó phát triển ở Mỹ, sau đó nó có thể là đưa qua các cái nước liên quan, và sau đó thậm chí nó đưa đến Việt Nam. Như hiện tại thì nó có hàng nghìn cái chi nhánh ở trên cả thế giới, thì như vậy nó mới scale ra và nó mới có thể trở thành một cái công ty lớn được. Thì tương tự như vậy, Uniswap hay là AV hay Compound, đồng ý nó là những cái dự án rất là lớn ở trên Ethereum, nhưng mà nếu nó không chịu phát triển các cái layer 2, không chịu đưa sang những cái EVM khác nó tương thích, thì dần dần nó cũng sẽ bị mất dần cái thị trường của mình. Bởi vì bản chất ở đây là chúng ta thấy rằng bản thân Ethereum nó cũng vậy. Ethereum ban đầu nó là một cái L1 bình thường thì chúng ta không có nói gì hết, nhưng mà khi mà nó buộc phải sử dụng các cái giải pháp L2 á, thì rõ ràng bản thân Ethereum nó cũng đã bắt đầu phân mệnh cái thanh khoản, cái người dùng của mình ra những cái L2 đó. Và chính vì vậy thì những cái native protocol ở trên đó buộc nó cũng phải tương tự như cái Ethereum của mình, là nó cũng sẽ phải phân bố ra những cái L2 và tương tự như vậy. Thì nhược điểm thì vẫn có, tức là multi-chain thì nó có cái ưu điểm như vậy, nhưng mà nó cũng đánh đổi khá là nhiều thứ. Thì đầu tiên thì như mình đã nói, nó sẽ bị cái hiện tượng đó là phân mệnh thanh khoản và phân mệnh người dùng, đúng không ạ? Tức là ban đầu cái tệp người dùng chúng ta chỉ có xài Uniswap thôi, hay là AV chẳng hạn trên Ethereum thôi. Nhưng mà hiện tại L2 nhanh hơn, rẻ hơn và sản phẩm nó hoàn toàn tương tự, thì việc gì tôi phải xài trên Ethereum nữa, đúng không ạ? Tôi có thể sang AV chung, Optimism hay là Polygon gì đó, tôi vẫn xài được AV với một cái chi phí thấp hơn rất là nhiều. Thì nó dẫn đến câu chuyện bị phân mệnh thanh khoản và phân mệnh người dùng. Thì cái này nó sẽ dẫn đến một số cái rủi ro, đặc biệt là đối với những cái nền tảng landing, kiểu như khi mà anh em cái thanh khoản nó quá thấp á, thì thứ nhất là cái ngưỡng vay nó bị giới hạn. Tại vì ví dụ như một cái pool ở trên Ethereum thì nó có thể là 1 tỷ chẳng hạn, nhưng mà trên những cái layer 2 khác tổng như nó rẻ hơn, nó nhanh hơn, nhưng mà nó chỉ 100 triệu đô thôi, thì khi đó cái ngưỡng vay của chúng ta nó sẽ bị thấp lại. Rồi cái thứ hai là cái ngưỡng an toàn trong cái việc mà chúng ta thế chấp tài sản lên trên những cái chain đó, bởi vì thanh khoản kém, mà cho nên khi nó bị thanh lý thì nó cũng dễ mất giá hơn rất là nhiều. Thì đó là một số cái mà chúng ta phải chấp nhận. Rồi cái điểm thứ hai, cái nhược điểm thứ hai cũng khá là lớn, đó là cái trải nghiệm người dùng, đúng không ạ? Chúng ta biết rồi, thì không phải ai cũng là ở lứa tuổi trẻ và rành công nghệ để mà người ta có thể sẵn sàng là chuyển từ trên này qua trên khác, rồi dùng cái brick này, brick khác, vân vân và mây mây để người ta luân chuyển một cách dễ dàng, sau đó người ta xài trên các cái L2, L3 rồi vân vân. Không nhiều người làm được cái câu chuyện đó, và nếu mà crypto trong tương lai người ta nói về câu chuyện mass adoption thì đây vẫn là một cái rào cản rất là lớn của cái câu chuyện multi-chain, tức là rất là khó để xài. Cái thứ ba đó là khi mà một dự án nó phát triển trên multi-chain thì nó sẽ phải đính kèm với đó là cái sự không ổn định. Nó tương tự như câu chuyện mà hồi nãy mình lấy ví dụ về KFC mà người ta scale ra nhiều chi nhánh, thì anh em đầu tiên phải, ví dụ như là chúng ta nói về câu chuyện chi nhánh để thống trước, thì chúng ta phải lo câu chuyện đầu tiên là nhân sự này, rồi thuê mặt bằng này, rồi đặc biệt là câu chuyện quản lý này. Nếu mà không có quản lý được thì cái việc scale up quá nhanh thì đôi khi nó dẫn đến cái sự thiệt hại rất là lớn. Thì tương tự như vậy, khi mà các cái dự án landing nó scale ra multi-chain thì nó sẽ đồng thời nó sẽ phải chịu cái sự thiếu ổn định của các cái bên thứ ba. Bên thứ ba đấy cũng như là gì? Đầu tiên nó là cái chain mà nó scale đó, không phải chain nào nó cũng sẽ tốt, đúng không ạ? Anh em phải thừa nhận với mình câu chuyện đó. Nó sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là đứng chain. Đúng rồi. Ok. Đứng chain thì nó sẽ hơi khó gặp một chút, nhưng mà vẫn có. Ok, đồng ý. Thì cái thứ hai là ở đó về cái câu chuyện đó là sẽ có những lúc mà layer 2 nó cũng sẽ không còn rẻ nữa, đúng không ạ? Phí gas thì nó cũng sẽ đội lên, thậm chí là nó còn bị ngẽn rồi cũng bị xử lý lâu vân vân, thì nó vẫn là cái ảnh hưởng của bên thứ ba. Bên cạnh đó là một số cái giao thức landing thì nó có thể phải buộc phải sử dụng thêm những cái brick ở bên thứ ba đưa vào, hoặc là một số cái giải pháp cross-chain của bên thứ ba, thì khi đó lại là câu chuyện về bảo mật, đúng không ạ? Đặc biệt là rất là quan trọng đối với một cái nền tảng như những cái vay và cho vay, thì nếu mà bảo mật không tốt thì tài sản người dùng có thể bị ảnh hưởng, mà không chỉ tài sản của người dùng nữa mà cả cái độ an toàn, cái ngưỡng an toàn của giao thức cũng có thể bị ảnh hưởng.
rồi đó. Nó cũng có khá là nhiều cái nhược điểm của multi-chain, và các cái dự án nó phải đi tiếp, nó phải tìm ra được thêm những cái giải pháp mới để mà nó khắc phục được những cái nhược điểm này. Thực sự ra là nói tiếp cái ý là những cái nhược điểm mà anh Poseidon đề cập ra, thì em thấy có một cái sự khác biệt của các cái lending ở cái giai đoạn này so với cái giai đoạn trước, là chúng ta thấy là bây giờ nó có nhiều cái hạ tầng về cross-chain nhiều hơn, các cái giải pháp nó sẽ hỗ trợ những cái thanh khoản nó tốt hơn. Thì đâu đó những cái ví dụ như là những cái layer zero hay là những cái wormhole nó đã không còn là một cái vai trò là một cái cầu nối như những gì, một cái bridge đơn thuần như chúng ta thấy trong cái giai đoạn trước, mà chúng ta thấy là đây là cái nhóm sản phẩm mà nó thiên hướng là nó là một cái hạ tầng nhiều hơn, nó là một cái infrastructure nhiều hơn, thì nó sẽ cho phép những cái mảnh ghép kiểu như lending có thể được xây dựng ở trên nó, và đâu đó nó là một cái hướng đi để nó khắc phục cái câu chuyện là multi-chain nó có thể bị phân mảnh những cái thao tác hoặc là những cái tài sản, những cái sản phẩm nó chọn cái hướng đi cross-chain, thì đâu đó nó sẽ có được những viên gạch hỗ trợ ở phía dưới như vậy. Thì đó là một cái sự khác biệt mà em thấy các cái lending hiện tại nó có đối với cái chu kỳ này. Thì ok, chúng ta nói về một cái xu hướng khác của các cái lending đi. Cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là các cái lending hiện tại, nếu như mà lướt qua cái danh sách những cái tài sản thế chấp mà họ hỗ trợ, thì đâu đó chúng ta sẽ thấy được là những cái tài sản liquid restaking nó cũng đã dần được hỗ trợ làm cái tài sản thế chấp rồi. Thì đây là cái xu hướng mà chúng ta đã thấy nó manh nha rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ không nói về cái rủi ro của hai cái dạng tài sản này nữa, bởi vì trước đây thì DeFi Discussion chúng ta đã dành rất là nhiều tập để mổ xẻ chi tiết về cái rủi ro của các cái dạng tài sản này rồi. Cái câu hỏi mà em muốn đặt cho anh Poseidon trong DeFi Discussion tuần này á, là không biết là anh có thấy cái cơ chế nào để phòng ngừa rủi ro của các cái lending liên quan đến cái dạng tài sản này mà anh thấy hay và thú vị, một cái cơ chế phòng ngừa rủi ro nào đó thôi mà anh thấy là nó thú vị. Thì phòng ngừa rủi ro trong vay và cho vay với cái dạng thế chấp ấy, thì mình nghĩ là sẽ có khá là nhiều anh em hiểu rồi, tại vì nó là cái không chỉ trong thị trường crypto đâu, mà đó là cái mà chúng ta có thể là đã tiếp cận hàng ngày trong đời sống rồi. Bất kỳ ai mà cũng có lúc vay mượn tiền thôi. Thì để mà phòng ngừa rủi ro, thì đối với cái loại tài sản mà đặc biệt là như Nguyên nói, thì gần đây khá là nhiều dự án lending mình gọi là dạng đời đầu đi, kiểu như trước giờ người ta phát triển theo hướng truyền thống thì người ta sẽ hạn chế đưa những cái dạng tài sản mà mình hay gọi là dạng tài sản thanh khoản kém và tài sản đặc biệt để cho phép thế chấp, bởi vì người ta lớn quá rồi, cho nên người ta sẽ ngại đến đổi những cái mới nhỏ nhỏ xíu xíu vậy, người ta không cần thiết, để người ta giữ cho cái giao thức an toàn mới là cái điều quan trọng. Nhưng mà gần đây thì rất nhiều dự án có vẻ như là người ta không có đứng ngoài được cái câu chuyện này rồi, tức là kiểu người ta hay nói câu gì money never sleeps đúng không, tiền không bao giờ ngủ đâu, ở đâu có tiền có lợi nhuận thì ở đó người ta tìm tới thôi, và tiền thì nó luôn luôn luân chuyển. Thì anh em thấy rằng thị trường liquid staking và liquid restaking token đó, nó là một cái thị trường quá kinh khủng đi, cho nên là các cái dự án DeFi như là AV hay là Compound hay gần đây nữa là Liquity á, là QTI á, cái token đó thì nó cũng đã bắt đầu cho phép khá là nhiều dạng token LST và cái restaking token đó được dùng làm tài sản thế chấp. Thì dĩ nhiên là sẽ có một số cái biện pháp phòng ngừa rủi ro. Mình nói điển hình nhất ở đây đó là cái giới hạn vốn vay đúng không ạ? Tức là được với những cái tài sản mà an toàn và cái độ biến động nó thấp như Bitcoin hay Ethereum thì cái ngưỡng vay người ta sẽ cho nhiều hơn. Thí dụ như là anh em thế chấp 100.000 đô thì được vay 80, 85% hay 90% gì đó ha, tùy vào cái loại tài sản. Nhưng mà đối với LST hay là cái restricted token thì người ta chỉ cho vay cái ngưỡng thấp hơn, mình nói thí dụ như 70% đổ xuống hoặc thậm chí là 50%, để đảm bảo là cái rủi ro thanh lý nó sẽ ít bị xảy ra hơn. Đó là cái kết phòng ngừa thứ nhất. Còn sẽ có một số dự án thì nó sẽ phòng ngừa ngay từ ban đầu, tức là nó sẽ đưa ra được trong cái DAO của nó những cái điều kiện bỏ phiếu, mà nó sẽ bỏ phiếu là đâu là những cái LST hay là restricted token nó đủ tốt, nó đủ an toàn và cái thanh khoản nó nhìn có vẻ ok, và ví dụ như có xảy ra mất pep thì cái thằng đứng đằng sau nó có đủ tiềm lực và nó có đủ cái năng lực khả năng để nó có thể kéo pep về an toàn, thì người ta mới chấp thuận là bỏ phiếu, cộng đồng mới chấp thuận để mà đưa cái đó vào làm tài sản thế chấp. Thì đó là cái biện pháp phòng ngừa thứ hai.
là chúng ta phòng ngừa ngay từ ban đầu luôn, tức là cứ chọn thằng nào uy tín thì chơi, không thằng nào thấy nhìn nó sợ sợ thì thôi, từ từ. Đó. Còn cái một số cái biện pháp phụ trợ thì ví dụ như là thanh lý một phần chẳng hạn, ở đây thì mình cái này thì chút xíu mình sẽ nói sâu hơn trong trong cái V4 của AV nếu mà giả sử chúng ta có thời gian, thì ở đây mình sẽ nói thêm một sâu hơn về cái khái niệm này, tức là thay vì trước đây cái thanh khoản thanh lý thì người ta thanh lý hết các vị thế nợ, thì bây giờ người ta sẽ sử dụng cái Oracle và những cái AI trong cái lập trình của họ để họ tính toán rằng khi mà xảy ra cái sự kiện giảm giá như vậy hoặc là mất pet như vậy thì thanh lý bao nhiêu là đủ để mà đưa cái giao thức về mức an toàn. Thay vì thanh lý 100 triệu đô thì người ta tính toán mà người ta chỉ thanh lý khoảng 40 triệu đô thôi thì nó đã đủ rồi. Thì cái việc này nó nhằm thứ nhất là nó tránh cái việc bán tháo ồ ạt, bán 40 triệu đô nó khác bán 100 triệu đô rất là nhiều đúng không ạ. Cái thứ hai nó khiến cho cái giao thức nó cái giá của cái tài sản thế chấp đó lại bớt bị giảm xuống thấp hơn và nó tránh những cái thanh lý những cái vị thế ở phía dưới hơn. Cái thứ hai là nó bảo vệ được cái tài sản cho người đi vay và cho cả người vay, thì ở đây nó cũng là một cái biện pháp nó khá là hay. Ngoài ra thì một số giao thức nó có thể kết hợp thêm những cái dạng stablecoin, ví dụ như là AV thì nó có cái stablecoin là GHO đúng không? Thì nó có thể sử dụng GHO để nó có một cái cơ chế gọi là thanh lý mềm, tức là khi mà tài sản nó giảm ở một ngưỡng nào đó trong một cái phạm vi giá nhất định thì người ta có thể, ví dụ như anh em đang thế chấp một cái liquid staking là ABC ETH gì đó đúng không, thì khi mà cái ABC ETH nó giảm xuống một ngưỡng nào đó trong một cái phạm vi giá cố định thôi nhá, thì nó sẽ đổi, thay vì người ta tiếp tục dùng cái ABC ETH làm tài sản thế chấp thì nó sẽ swap lấy cái GHO để làm tài sản thế chấp để nó đảm bảo là là bởi vì GHO nó là stablecoin mà, cho nên nó sẽ không chịu biến động nữa, cho nên nó sẽ giảm cái rủi ro của giao thức, và sau đó khi mà thị trường nó ổn định trở lại rồi và cái giá ABC ETH nó quay lại cái phạm vi giá trước đây thì nó sẽ swap trở lại và nó đảm bảo là cái tài sản thế chấp nó vẫn còn an toàn và nó tránh những cái sự kiện thanh lý hàng loạt. Thì đó là một số cái cơ chế mà theo mình là mới, khá là mới, là một cái hướng để cho các cái giao thức lending có thể áp dụng không chỉ đối với cái dạng tài sản đó là LST hay là restricted token đâu, mà nó có thể áp dụng toàn bộ giao thức để nó an toàn hơn và nó tốt hơn. Poseidon có đề cập đến một cái tên có thể coi là đầu đi đầu của cái mạng lending này, đó là AV. Thì họ sắp tới thì chắc là cũng sẽ sớm là đưa ra cái thông tin chi tiết liên quan đến cái V4 của mình, những cái roadmap, những cái lộ trình cụ thể. Thì chắc là cũng muốn hỏi anh Poseidon một xíu về những cái thông tin mà anh thu thập được về cái phiên bản này. Thì nãy anh có đề cập đến một cái yếu tố là cái thanh lý mềm mà, đúng không? Thì tất nhiên là cái cơ chế này họ bảo là họ cũng có thay đổi tinh chỉnh một xíu, tuy nhiên là cũng có nhiều cái đấu thố nhau ở trên Twitter bảo là cái này là ăn cắp ý tưởng đó của Curve Finance hay là sao đó. Đúng rồi, cũng có một cái CRV USD thì cũng đâu đó cũng mượn nhau một xíu, tức là họ bảo là họ vẫn có thêm những cái tinh chỉnh để cho nó phù hợp. Chứ cũng không hẳn là copy 100%, nhưng mà rõ ràng là cái thông tin liên quan đến cái AVV4 là một cái thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng DeFi. Thì không biết là anh Poseidon, ngoài cái cơ chế thanh lý mềm của cái AV đó thì có cái chi tiết nào về cái phiên bản này mà anh thấy tâm đắc và đáng chú ý hay không? Một cái tên mà có thể coi là đầu ngành của thị trường lending. Thì thực ra cái V4, cái chi tiết mà mình cảm thấy nó quan trọng nhất thì cũng là cái chi tiết mà mình cảm thấy nó lại thiếu rõ ràng nhất, là cái ý của người ta về cái gọi là cái lớp thanh khoản hợp nhất, tức là người ta sẽ cố gắng khắc phục cái phần phân biệt thanh khoản như chúng ta nói hồi trước về cái nhược điểm của multi chain, tức là ta sẽ tạo ra một cái lớp thanh khoản hợp nhất và cái lớp đó nó sẽ chứa nhiều cái module khác nhau. Ở đây cũng là một cái ý hay nha, tức là các cái dự án lending nó cũng nhận thấy là cái việc mà để mà có thể làm cái câu chuyện tổng hợp thanh khoản như vậy thì nó phải thay đổi sang một cái cơ chế mà chia ra thành các cái module với các cái xử lý khác nhau, mỗi module một cái bộ phận để mà
nó xử lý thì nó mới làm được câu chuyện đó. Thì cái này chắc là khi mà cái V4 này ra chúng ta sẽ có nhiều cái để mà nói sâu hơn. Mình sẽ nói tiếp về cái thanh khoản hợp nhất này. Thì đại loại là AV ta cho biết là người ta sẽ sử dụng một số cái công nghệ mới như là CCIP của Chainlink, rồi cái khái niệm về Superchain, thì nó sẽ giúp cho cái thằng V4 này nó có thể scale, mở rộng cái quy mô và trở thành một cái giao thức đại loại như là hoàn chỉnh trong cái mô hình là cross chain và multi chain, tức là đại loại là từ nay về sau là AVV4 có thể giúp cho ông Nguyên đang đứng ở Ethereum có thể làm tùm lum các cái thứ liên quan tương tác với AV và tương tác với những cái sản phẩm của AV không chỉ trên Ethereum mà trên những các cái chain khác mà AV đang hỗ trợ nữa, một cách đơn giản hơn, một cách thuận tiện hơn, đại loại là như vậy. Nói chung là thứ nhất là tăng cái hiệu quả sử dụng vốn này, bởi vì anh em hiểu khi mà anh em thanh khoản bị phân mệnh thì rõ ràng cái hiệu quả sử dụng vốn nó sẽ kém đi, thì cái này nó sẽ tăng hiệu quả sử dụng vốn, và tăng cái hiệu quả sử dụng vốn thì đồng thời nó sẽ là có chuyện gì ạ, tạo ra nhiều doanh thu hơn cho giao thức, đúng không ạ, tạo ra nhiều doanh thu hơn cho giao thức. Và cái thứ hai đó là người dùng người ta có thể có một cái trải nghiệm liền mạch hơn, tốt hơn, và cái chi phí vay nó có thể rẻ hơn rất là nhiều. Thì rõ ràng đây là một cái lợi thế quá lớn của một cái giao thức lending rồi. Và cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ đó là cái mà cái cơ chế lãi suất của AV mà người ta gọi là lãi suất tự động, tức là đại loại là sẽ có những cái pool mà nó sẽ cho phép cái cơ chế này tự điều chỉnh lãi suất dựa theo cái nhu cầu của thị trường. Nó tương tự như cái lãi suất thả nổi của các cái ngân hàng tư nhân hiện nay, tức là dĩ nhiên là nó sẽ phải phụ thuộc vào cái lãi suất chung của ngân hàng trung ương, nhưng đại loại là nó sẽ có những cái sự điều chỉnh tùy theo cái tình hình thực tế, cái nhu cầu vay vốn của các bên để cho nó hợp lý. Thì cái này nó sẽ lại là một cái cơ chế mà có thể cho phép kiểu các cái dự án mà nó khuyến khích thanh khoản ở trên những cái thằng như AV này này, nó có thể đưa ra một cái mức lãi suất kiểu hấp dẫn hơn để người dùng người ta có thể đó, kéo tới và kiểu farm các thứ, đại loại là như vậy. Tức là nó sẽ có một cái ngưỡng kích hoạt, là ví dụ như cái thị trường vay nó đang nóng quá chẳng hạn, thì đùng một cái thì nó sẽ đẩy hẳn cái lãi suất lên thật cao để cho nó giảm thiểu những cái rủi ro, để người ta có cái động lực để người ta hoàn trả lại những cái khoản vay á. Thì đại loại là nó sẽ điều chỉnh như kiểu mà ngân hàng nhà nước đang điều chỉnh cái thị trường á. Maybe chúng ta có thể hiểu cái đơn giản như vậy. Nhưng mà nó có theo cơ chế, nó theo thuật toán đúng không, là nó để thuật toán sẵn ở trong cái contract đó là như vậy. Chính xác, nó có một cái thuật toán kiểu như khi cái nhu cầu vay nó lớn đến một mức nào đó, nó đe dọa ảnh hưởng đến cái sự an toàn chẳng hạn, thì nó sẽ nó như nguyên đó, tức là nó đẩy cái phần lãi suất lên khiến cho người dùng người ta cảm thấy bị thiệt, và người vay người ta cảm thấy bị thiệt và người ta phải hoàn trả bớt, thì nó sẽ đẩy lại cái rate xuống. Ở đại loại nó là như vậy. Thì ngoài ra có một số cái cập nhật nữa, nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà mình thì mình chỉ để ý chủ yếu là hai cái phần đó thôi, và thêm cái phần mà hồi nãy mình có chia sẻ với em, tức là cái thanh lý mềm. Còn lại thì những cái cập nhật nó nhỏ nhỏ kiểu như là action chẳng hạn, tức là cho phép người dùng có thể thiết lập các cái hành động tự động, tức là khi mà giá của tài sản thế chấp nó đến ngưỡng nào đó thì tôi sẽ cái tài khoản nó sẽ làm cái gì, tức là nó sẽ tăng thêm phần, nó sẽ tiếp tục deposit tài sản thế chấp vào, hay là trả bớt nợ vân vân để nó giảm cái thanh lý, thì đó cũng là một cái kiểu cơ chế tự động hóa nó khá là hay. Hoặc là cái dạng như là nó có một thêm cái cập nhật đó là smart account. Smart account là đại loại là nó cho phép mà một người dùng nhưng mà nó có thể tạo ra nhiều cái tài khoản trong ví đó với những cái vị thế nợ khác nhau, để cho nó đảm bảo là những cái kiểu như anh em sử dụng margin ở cái chế độ isolate, tức là vị thế nào thì nó chỉ có bị ảnh hưởng và tác động trong cái vị thế đó thôi, nó tránh cái trường hợp là nó khi mà xảy ra những cái sự kiện xấu thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái tài sản của chúng ta, đại loại nó là như vậy. Một số cập nhật nữa nhưng mà theo mình thì đáng chú ý nhất thì chỉ có cái lớp thanh khoản hợp nhất đó thôi, và đâu đó là cái cơ chế lãi suất tự động và cái thanh lý mềm. Nhưng mà thực ra như mình nói, cái lớp thanh khoản hợp nhất đó thì đọc thì chúng ta thấy có vẻ rất là hay, rất là lớn lao, nhưng mà cái cách làm á thì mình chưa thấy AV người ta chia sẻ sâu về mặt kỹ thuật người ta sẽ làm như thế nào.
Thì như Nguyên nói thì 2024 nó đã khác cái thời điểm 1-2 năm trước rồi, tại vì nó có những cái công nghệ mới như là CCIP của Chainlink ngày càng tốt hơn, Wormhole hay là Layer Zero, nó đều là những cái hạ tầng nó cho phép bây giờ cái câu chuyện phê bình thanh khoản nó không còn là viết trên giấy nữa mà nó có thể làm được rồi. Thì mình cũng khá là hy vọng và cũng chắc cũng phải chờ thôi, thì chắc khoảng 1-2 tháng nữa thì người ta sẽ có những cái kiểu chính thức á, sau khi cái biểu quyết này thông qua thì chắc chắn là team nó sẽ đưa ra được những cái kiểu V4, white paper hay các thứ gì đó đại loại như vậy, thì chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ ngồi lại nói sâu hơn nữa một số cái biện pháp mà người ta thực tế người ta áp dụng để người ta làm được những cái mà người ta ý tưởng này. Có một cái ý mà chúng ta cần phải phân tích sâu, riêng cái mạng lending này em thấy là cần phải phân tích sâu, đó là cái mô hình kinh doanh và cái mô hình doanh thu của họ, làm sao để họ tạo ra tiền. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là gần đây nha, là rất là nhiều những cái tên ở những cái mạng khác họ đã bắt đầu mon men kê một viên gạch qua cái thị trường lending rồi. Ví dụ như là Curve Finance thì họ có bản thân mọi người biết nhiều đến họ là thông qua cái DEX, đúng không? Sau này thì về có một vài cái stablecoin, nhưng mà điển hình mới nhất thì họ mở thêm một cái nhánh về lending. Còn MakerDAO thì trước đây họ đơn thuần là một cái đơn vị làm cái stablecoin thế chấp thôi, tức là nó đâu đó vẫn liên quan đến cái hình thức là cho vay, tức là thế chấp tài sản và mint cái stablecoin DAI ra, thì nó cũng là một cái hình thức vay, nhưng mà họ chưa chính thức là đặt chân vào một cái thị trường, chưa chính thức gọi mình là một cái sản phẩm lending, cho đến khi một năm đổ lại đây thì họ bắt đầu triển khai một cái nhánh, đó là cái Spark Protocol. Thì họ cũng đã gọi là có một cái giai đoạn là tuyên chiến với AV cũng khá là căng thẳng trong cái câu chuyện này. Thì chắc chắn là các cái dự án nòng cốt này, những cái dự án DeFi mà họ đã quá nhiều kinh nghiệm, thì họ phải thấy một cái gì đó, họ phải thấy được một cái cơ hội gì đó về lợi nhuận thì họ mới đặt một cái chân vào trong cái mảng thị trường lending này. Vậy thì theo anh Poseidon là cái hoạt động này á, cái hoạt động, cái mô hình của họ trong cái giai đoạn này thì có cái gì mới và có cái gì thú vị và có cái gì đáng lưu tâm để chúng ta nhìn những cái dự án này ở một cái góc độ, một cái khía cạnh nó khác hơn, tại vì đơn thuần là chúng ta chỉ nói về token và những cái vấn đề liên quan đến tài chính trước đó. Thì đây là một cái câu hỏi mà mình nghĩ là nó khó. Bản thân mình thì kiểu tại vì đó giờ mình nhìn dự án dưới góc độ nhà đầu tư nhiều hơn là dưới góc độ của một cái người làm dự án, cho nên là đây đúng là câu hỏi khá là khó. Mình thì thực ra mô hình lending á, thì như mình hay nói chuyện với một số anh em, tức là lending hay là debt thì có thể là nó sẽ trải qua vài năm khó khăn là chuyện bình thường, nhưng mà mọi người cứ thử nhìn lại, không có một cái layer 1 hay layer 2 nào, không có một cái hệ sinh thái nào mà nó không xây những cái này đầu tiên cả, bởi vì đó là nền tảng. Đó, như mình lại tiếp tục mình nhắc lại cái ý này, nó là cái nền tảng quan trọng nhất. Và thực ra nếu mà một cái hệ sinh thái nó không có những cái mảnh ghép đó thì nó không làm được gì cả, cho dù là một cái trend nào đó thì nó cũng phải bắt nguồn thông qua hai thằng này đó. Thì cho nên nó là cái nền tảng, và chính vì vậy thì cái việc mà người ta xây dựng hay là người ta phát triển những cái nhánh sản phẩm về lending nó là cái chuyện bình thường thôi, đặc biệt là trong cái thời điểm mà anh em có thể thấy rằng thực ra lending á, thì nó sẽ hơi khó hơn, là hơi khó, nó sẽ có những cái khó hơn làm desk một, theo mình là khó hơn một chút, là bởi vì lending thì nó còn liên quan đến cái việc, cái câu chuyện đó là cái sự an toàn và cái sự thanh lý vị thế nợ của người dùng nữa. Thì đây là một cái mà thực ra mình thấy nhá, là rất khó kiểm soát. Kể cả những cái ngân hàng truyền thống nó đã phát triển, anh em thấy những cái câu chuyện đó, những cái ngân hàng trước đây nó phát triển hàng chục, hàng trăm năm, vốn hóa vài trăm tỷ đô mà nó vẫn phá sản là chuyện bình thường. Chứ đừng nói những cái giao thức DeFi nó mới 2-3 năm, 3-4 năm là khó. Mình nói thực sự nó khó hơn rất là nhiều. Thì chúng ta thấy cái mô hình nó chủ yếu là làm sao để kéo thật nhiều thanh khoản về thông qua cái chế độ thưởng cho LP, tức là người có thanh khoản, sau đó khuyến khích người dùng trade thật nhiều trên đó, thì nó là một cái vòng lặp mà, tức là ông trade càng nhiều tạo ra càng nhiều phí thì LP nó càng ổn định và nó càng kéo tới càng nhiều. Thì khi mà LP nó càng dày lên thì thanh khoản nó dày lên thì người dùng người ta lại tiếp tục người ta tìm đến đâu. Business model của nó đơn giản và nó dễ vận hành hơn một cái giao thức lending. Thì những cái giao thức lending nó sẽ khó hơn là ở cái câu chuyện như mình nói, tức là thứ nhất là nó phải đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, làm sao để ít nhất nó phải
tồn tại được đó, tức là ít ra cũng phải có dư ra được cái phần nào đó để duy trì cái chi phí cho team và phải tiếp tục phát triển. Cái thứ hai là nó phải trong một cái thị trường crypto nó biến động liên tục như vậy thì biến động đã nhìn rồi còn biến động mạnh nữa chứ, thì nó buộc nó phải tính toán làm sao cho cái giao thức nó luôn đảm bảo an toàn. Chính vì vậy anh em có thể thấy là những cái giao thức lớn thì thực ra người ta rất là khắt khe trong cái việc đưa cái tài sản thế chấp là vì vậy. Chứ không phải là người ta không muốn, mà khi người ta phải tính toán là nó có đáng hay không á, dạng như vậy. Thì các cái mô hình hoạt động kinh doanh giao thức lending hiện tại thì mình thấy để mà nói là đáng chú ý thì mình thấy ở một số điểm sau. Đầu tiên là ví dụ như câu chuyện của MakerDAO, tức là một cái giao thức lending có stablecoin và sản phẩm tập trung vào stablecoin, thì hiện tại người ta đã thu hút người dùng hơi khác một chút so với những cái sản phẩm lending khác, đó là người ta đẩy cái DAI saving rate lên, tức là tăng cái lợi nhuận lãi suất tiền gửi người dùng nắm giữ DAI tiết kiệm lên, đại loại như vậy. Thì đây là một cái hướng đi mà theo mình thấy là nó khá là mới và mình đánh giá nó cũng khá là bấp bênh, nhưng mà đa người ta vẫn quyết tâm làm và đây là cái điểm khác biệt so với những cái stablecoin cũng của các cái giao thức lending khác, ví dụ như là GHO hay là cái dạng như là CRV USD chẳng hạn, nó khác hoàn toàn. Đó là một cái hướng. Cái hướng thứ hai là những cái giao thức lending nó vẫn giữ cái dạng truyền thống như là AV hay là gần đây là có thêm và cái liquidity mà mình vừa nói, thì hai cái thằng sau nó nhỏ hơn cho nên có thể có nhiều anh em không biết. Đặc biệt là Euler thì trước đây nó còn bị hack nữa, bị hack là gần 200 triệu đô hay gì đó, mình nhớ vậy. Thì nó bắt đầu nó phát triển theo hướng nó là, mình không biết là ba ông này có ngồi bàn lại gì với nhau không, nhưng mà cái hướng đi nó khá là giống nhau, tức là bởi vì nó thấy nó bị cạnh tranh nhiều bởi những cái stablecoin mà mang lợi nhuận quá, cho nên là nó cố gắng nó đi cái hướng đó, là nó phát triển theo hướng là nó tập trung thanh khoản này, nâng cao trải nghiệm người dùng này, rồi đưa những cái update để làm sao cho cái giao thức nó trở nên an toàn hơn, ví dụ như là lãi suất tự động này, hay là liquidity thì nó có một cái gọi là kiểu như là cho mày chọn lãi á, tức là nó có nhiều mức lãi khác nhau, kiểu như anh em đi gửi ở một tháng khác, 10 tháng khác, rồi một năm khác, hai năm khác, rồi anh em gửi 100 triệu khác, 1 tỷ khác á, kiểu như tao đưa ra 4-5 mức lãi cho mày chọn, mỗi mức nó sẽ khiến cho cái risk and reward của mày nó khác nhau, thì mày thấy cái nào mà mày chấp nhận được rủi ro thì mày chơi. Nó dạng như vậy, hay là Euler thì nó cũng tương tự như AV, tức là nó có một cái mô hình lãi suất tự động, nó điều chỉnh dựa trên thị trường. Và cái thứ ba là mình thấy là những cái giao thức truyền thống này thì nó dần dần nó sẽ phát triển, mỗi giao thức nó sẽ có một cách khác nhau, nhưng mà nó sẽ phát triển theo hướng đó là module đó, như mình nói hồi nãy, tức là nó chia nhỏ cái giao thức ra thành nhiều module khác nhau và nó đảm bảo cái sự kết nối, và từ đó nó góp phần là nó thực hiện được cái thanh khoản mà tập trung mà mình đã chia sẻ. Thì đó là một số cái mới mà mình thấy. Còn về cái doanh thu thì sao? Doanh thu thì chưa có thấy giao thức lending nào mà nó nói về câu chuyện chia sẻ doanh thu cho người hold token hết, đúng không? Chắc là chưa. Theo mình nhớ là chưa. Thì cũng như ý hồi nãy mình chia sẻ, bởi vì cái áp lực làm cái giao thức lending nó nặng nề hơn rất là nhiều so với giao thức hết, tức là lúc nào cũng phải có một cái quỹ để mà kiểu như bảo hiểm dự phòng, và cái quỹ đó phải đủ lớn. Tức là anh em cứ tưởng tượng như mình nói về ngân hàng nhé, thí dụ như ngân hàng nó cũng phải có cái gọi là khi mà anh em gửi một dự trữ bắt buộc, đúng rồi, và đó là cái mô hình an toàn nhé, còn đây mô hình rủi ro nó phải nhiều hơn nữa. Thì do đó cái việc câu chuyện chia sẻ doanh thu của giao thức lending hiện tại mình đang thấy nó cũng khá là khó đó. Thì liên quan đến mô hình doanh thu thì một số cái update gần đây của AVV4 hay là LV2 hay là QQTV2 mà hồi nãy mình có nhắc đến đó, thì người ta cũng bắt đầu quan tâm hơn đến cái câu chuyện đó là tích lũy giá trị vào trong giao thức, và những cái giá trị này nó sẽ được sử dụng để mà thứ nhất là phân bổ cho cái phần mà dự phòng, phần ổn định như mình nói hồi nãy á. Và đối với AV thì nó có thể làm tăng giá trị cho một cái stablecoin đó là GHO, và cái liquidity nó cũng có một cái stablecoin mới nó dạng như vậy với cái ký hiệu là BOW. Thì đó là một cái phần thứ hai thì nó sẽ dùng để nó tích lũy, và thay vì nó đưa ra những cái dạng là thưởng token để lạm phát như ngày xưa thì nó sẽ dùng chính cái phần giá trị tích lũy đó để nó phát triển giao thức.
thì mình nghĩ rằng cái hướng đi này là một cái hướng đi chính xác hơn so với những cái hướng truyền thống trước đó, và nó sẽ dần dần nó khiến cho cái giao thức nó có thể có một cái nội lực nhất định để nó tự phát triển trong dài hạn. Và chắc là sớm thôi thì những cái giao thức lending này nó cũng sẽ có cái cơ chế dạng như là Uniswap đề xuất, tức là hold token thì được chia fee, nhưng mà nó sẽ có thể có một số cái thêm thắt vào đó, thí dụ như là anh em có thể stake tiền cái token đó kết hợp với stablecoin và vào cái phần bảo hiểm để mà giúp cho giao thức nó duy trì cái ổn định đó. Để dĩ nhiên là chúng ta phải chấp nhận đến đổi cái này một chút, tại vì nếu mà chia hết cho người dùng thì cũng hơi căng đối với dạng lending này. Thì đó là cái suy nghĩ của mình. Rồi, chắc là phần cuối này thì chúng ta sẽ nói một xíu về phòng ngừa rủi ro cho các cái retail liên quan đến mạng lending này. Thì chắc là anh em cũng biết là đâu đó vào giai đoạn cuối tháng 5 này thì sẽ có cái kết quả liên quan đến cái quỹ Ethereum ETF. Thì rõ ràng là chúng ta cũng không nói chuyện về giá quá nhiều, chúng ta cũng không ngồi đây để dự đoán là cái kết quả nó sẽ như thế nào, và khi có cái kết quả thì cái đồng Ethereum nó sẽ tăng hay giảm hay sao. Nhưng mà mình nên chuẩn bị với nhau một cái kịch bản là sẽ có biến động, và chắc chắn là chúng ta khi mà nhìn vào những cái lending hiện tại nhá, thì không kể các cái hệ sinh thái mà nên EVM đi, thì các cái hệ sinh thái EVM hiện tại thì phần đông nó sẽ được xây ở trên cái nền của Ethereum, tất cả các cái token luôn, không chỉ riêng liquid staking, liquid restaking, mà kể cả những cái tài sản, những cái đồng native của các cái layer 2 á, thì đâu đó nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi Ethereum. Và cái giai đoạn cuối tháng 5 là có thể là sẽ là một cái giai đoạn khá là nhạy cảm và nó sẽ tạo ra những cái biến động. Vậy thì với những người dùng retail khi mà sử dụng các cái lending này, có thể cho mục đích là xoay vòng vốn chẳng hạn, hoặc là đơn giản chỉ là farm drop, lúp các cái vòng này nọ, lúp các cái vòng cái vị thế lên, thì đâu là những cái thứ cần chú ý ở trong cái giai đoạn cuối tháng 5 này để có thể giảm thiểu những cái rủi ro không đáng có? Thì không biết là những cái gạch đầu dòng của anh Poseidon về cái câu chuyện này là như thế nào? Thì nói chung nó cũng đơn giản thôi, chắc là cũng tự anh em phải khi mà anh em tham gia cái cuộc chơi chắc anh em cũng đã phải hiểu luật rồi. Thì theo mình thì nói chung là ở cuối tháng 5 thì nó sẽ liên quan đến cái tin là Ethereum ETF nó có được duyệt hay không. Thì mặc dù cộng đồng thì người ta vẫn cho rằng khả năng cao là sẽ không duyệt, nhưng mà chúng ta vẫn kiểu có một chút hy vọng. Tại vì dù sao Ethereum nó cũng là một cái đồng coin nó lớn, nó chỉ và đôi khi đối với nhiều người thì cái độ uy tín và cái ý nghĩa của nó còn nhiều hơn cả Bitcoin nữa. Cho nên chúng ta vẫn ở đâu đó có một chút hy vọng. Thì nếu mà duyệt mà tăng giá thì không có rủi ro rồi, đúng không? Vui vẻ, cả làng đều vui rồi, không có gì để nói. Còn nếu không được duyệt thì dĩ nhiên là sẽ có những cái tác động nó sẽ hơi tiêu cực một xíu. Đặc biệt là khi mà SEC nó còn kiểu nó cũng đang bảo là cái việc staking với staking Ethereum đại loại nó sẽ hơi mang tính chứng khoán hóa một chút á. Thì cá nhân mình cho rằng thì nếu mà anh em đang farm airdrop thì đơn giản là đừng có lúp nữa thôi ha, bớt lúp lại, bớt dùng đòn bẩy, tại vì bản chất đây chúng ta chỉ đang farm thôi mà, tức là cái airdrop được bao nhiêu hay là có được hay không chúng ta còn chưa biết nữa. Thì nếu mà cái tâm thế làm airdrop mà phải lúp lên để mà chịu một cái rủi ro nó không đáng có như vậy thì theo mình là không nên. Chúng ta sẽ trả bớt nợ là cái điểm là an toàn nhất, và sau khi ra tin xong nếu mà ok thị trường nó tích cực hoặc là nó ổn định thì chúng ta có thể tiếp tục mạo hiểm. Cái ý thứ hai của mình đó là chỉ nên sử dụng những cái khi, tức là anh em cũng đừng có quá bừa bãi, tức là khi farm các thứ anh em cũng nên sử dụng những cái có định hướng từ đầu để chúng ta sử dụng những cái LST hoặc là restaking token nó an toàn một chút đó, để tránh cái trường hợp mà nó như cái token gì nó mới bị mất pack nha. Renzo. Renzo đó, như cái sự kiện của Renzo mà hôm trước thì như mình với Nguyên cũng có chia sẻ trong một cái tập podcast trước thì nó cũng bị mất pack, nó khá là trầm trọng. Thì nói chung kết mà để chết thì anh em cũng đơn giản thôi, thì đầu tiên chúng ta chọn những cái thằng thanh khoản nó lớn và nó được nhiều người sử dụng trước cái đã, thì đơn giản như vậy thôi. Đối với anh em người mới thì mình nghĩ chỉ cần chết như vậy thôi, chứ còn sâu hơn thì cũng không cần thiết, chứ cũng chúng ta cũng đừng có kiểu quá tối ưu hóa mà làm sử dụng những cái LST hoặc là restricted token nó hơi bừa bãi thì nó sẽ không an toàn một chút nào cả. Thì đó là hai cái chia sẻ của mình thôi. Chắc là
anh em cũng phải tự hiểu luật rồi, thì mình hy vọng là anh em tỉnh táo một chút ha. Chắc là cũng bổ sung thêm một xíu là chúng ta nên cập nhật những cái thông tin, những cái những thứ nó gọi như là nóng hổi nhất về các cái dự án, thì anh em có thể lên khối số 8 để đọc những cái tin tức, hoặc là nếu mà muốn gọi là thảo luận thì có thể tham gia cái group FOMO Sapien, thì bọn mình cũng liên tục cập nhật những cái thông tin liên quan đến dự án, những cái drama thì cũng có đi, thì cũng có những cái cập nhật như vậy. Tại vì những cái landing này thì đâu đó nó chỉ cần những cái trục trặc nho nhỏ liên quan đến Oracle chẳng hạn, hoặc là cái chỉ số giá nó không đúng, hoặc là cái mạng lưới nó bị nghẽn, nó bị chậm trễ, hoặc cái nó không thể thanh lý các cái vị thế một cách hợp lý, thì nó đã có thể dẫn đến những cái hiện tượng nó khá là khó dự đoán trong tương lai rồi. Cho nên là cái việc theo dõi những cái dự án này thì thông tin cập nhật cũng như là những cái tin tức mới nhất thì nó vô cùng quan trọng. Nếu như mà đặc biệt là chúng ta đặt mình trong cái bối cảnh là mình chơi thể thao mạo hiểm, đúng không? Thì đó là một cái lưu ý như vậy. Rồi, tập tuần này mình nghĩ chắc chắn nó sẽ không quá là cao siêu đâu. Nó là một cái mảnh ghép cơ bản thôi của bất cứ cái hệ sinh thái DeFi nào. Nhưng mà chắc chắn là nó là một cái mảnh ghép vô cùng quan trọng. Và hy vọng là cái tập DeFi Discussion tuần này đâu đó mang lại cho anh em những cái góc nhìn thú vị, cũng như là những cái giá trị trong cái hành trình tìm tòi về DeFi trong thời gian tới. Thì DeFi Discussion tuần này cũng dài rồi. Thì bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe podcast ha. Rồi, cảm ơn Nguyên, và cũng rất vui khi được chia sẻ về những cái research của mình trong một vài tuần qua về landing. Thì cá nhân mình thì mình nói thêm một chút, thì kiểu mình không nghĩ đây là một cái thời điểm tốt cho toàn thị trường đâu, tại vì nó mình tham minh ở một cái thời điểm khác thôi. Nhưng mà kiểu mình vẫn tin rằng những cái update là đối với những cái giao thức như AV hay Euler hay là Liquidity chẳng hạn, thì anh em nên bỏ thời gian ra để chúng ta tìm hiểu sâu hơn. Tại vì anh em biết những cái dạng giao thức mà nó đã có sản phẩm hoàn thiện như vậy rồi, thì mỗi lần nó update lên một cái version mới thì nó sẽ là một cái lần mà nó thay đổi lớn, mình gọi là cải tổ lớn, thì nó sẽ tác động khá là nhiều đến bản thân giao thức. Và chúng ta có những cái kiểu cái kim chỉ nam để chúng ta đi và chúng ta đo lường và tính toán được cái update đó nó có thành công hay không. Và đó cũng là một cái căn cứ quan trọng để anh em có thể đưa ra quyết định đầu tư. Thì đó là một đôi lần, nó không phải là cái siêu nhé, tại vì mình cũng đang đợi thôi, mình cũng phải đợi như anh em thôi. Tại vì những cái dự án trên nó vẫn đang ở chế độ viết cả, tức là mình hay nói trêu là vẽ, họa sĩ vẽ, còn giữa từ cái bức tranh đẹp đó đến cái việc làm thì nó còn là một cái khoảng cách nữa. Thì nhưng mà chúng ta nên có một cái tâm thế chuẩn bị để mà thứ nhất là để bổ sung kiến thức này, cái thứ hai là để chúng ta sẵn sàng khi mà chúng ta nhận thấy cái thời cơ, thí dụ như ở cái update nó ra một tháng sau TVL nó nhân 10 nhân 20 thì đó chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể nhận thấy cái tư duy của mình nó đúng và mình có thể đưa ra cái quyết định đầu tư nó kịp thời. Thì đó là một số cái chia sẻ thêm, và hẹn gặp lại anh em trong các cái podcast tiếp theo. Ok, cảm ơn anh Poseidon đã dành thời gian để với DeFi Discussion tuần này. Và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Ok, bye bye anh em.